Kính chào quý vị và các bạn. Các bạn thân mến, máy bắn cá là trò chơi giải trí đã khá phổ biến hiện nay, đang được rất nhiều người mọi lứa tuổi ở nước ta biết đến. Chiếc máy bắn cá đầu tiên du nhập vào Việt Nam là năm 2013. Lúc đó, trò chơi này chủ yếu xuất hiện trong khu vui chơi ở các siêu thị. Cuối năm 2018, việc kinh doanh máy bắn cá mới bắt đầu thịnh hành và lên ngôi. Khi bão máy bắn cá tràn qua các tỉnh phía Nam, đã có rất nhiều người ngập sâu trong trò chơi này. Năm 2019, do dịch bệnh Covid hoành hành khắp nơi, trò chơi này đã tạm thời lắng xuống. Sau dịch bệnh, năm 2022 là thời kỳ hoàng kim của những người kinh doanh loại máy này. Để giúp mọi người hiểu rõ thêm Sống Lạc Việt, xin giới thiệu đôi chút để bà con, cô bác, anh chị chưa biết về loại trò chơi này và có nên thử chơi với môn giải trí này một lần hay không. Mọi người hãy cố gắng theo dõi hết video này nhé. Theo chủ cơ sở kinh doanh, mỗi bàn máy bắn cá có giá khoảng 100 triệu, tùy vào số cửa chơi của mỗi bàn máy. Tại cơ sở này, đang sở hữu 4 bàn loại 8 cửa chơi. Như vậy, nếu khai thác hết công suất thì sẽ có 32 game thủ cùng chơi một lúc trong căn phòng này. Để được chơi, bạn phải mua xu tại bàn thu ngân. 1 xu hay 1 sèng là 2k, 10 xu là 20k, 50 xu là 100k. Nhưng nếu bạn đưa 250k thì nhân viên sẽ khuyến mại cho bạn một túi 500 xu có trọng lượng 3kg. Khi nạp xu vào để chơi thì một đồng xu sẽ hiện lên 10 điểm, 100 đồng xu sẽ hiện lên 1.000 điểm. Nếu bạn nạp cả túi 500 xu thì số điểm của bạn sẽ là 5.000 điểm. Số đạn mà bạn định bắn đi bao nhiêu viên cho một lần ấn nút là do bạn đặt. Màn hình sẽ hiện lên tại chân nòng súng. Nhỏ nhất là đạn 3, to nhất là đạn 50 hoặc đạn 100. Dân chơi thường gọi là bắn đạn 3, đạn 5, đạn 10, đạn 20 hay đạn 50. Như vậy, nạp đạn càng to thì số điểm chiến lợi phẩm thu về càng nhiều. Nếu bạn muốn dừng cuộc chơi thì có thể rút xu ra bằng cách giữ hai nút ở phía trên trong thời gian vài giây. Các đồng xu sẽ tự sổ ra. Bạn có thể gửi số xu này tại quầy bằng cách cân số lượng xu, sau đó gửi cho nhân viên ghi sổ giữ hộ. Hôm sau muốn chơi đến lấy ra chơi tiếp, cơ sở không mua lại. Cơ sở kinh doanh trò chơi có quy định cấm mua bán, trao đổi xu dưới mọi hình thức. Nếu vi phạm sẽ bị cấm chơi. Đó là luật, còn lách luật được hay không thì mọi người tự hiểu. Hôm nay gặp một em gái, một game thủ trung thành tại sân chơi này tâm sự. Chiều nay em mất 38 túi anh ạ. Như vậy nếu nhân 38 túi với 3kg thì em gái chiều nay đã mất 1 tạ mốt. Hay 38 túi nhân với 250k sẽ là 9 củ tỏi tươi đã bay màu mãi mãi trong tài khoản của em rồi. Sống Lạc Việt vừa gặp lại một anh bạn đồng ngũ lính sư đoàn 314 Hà Giang, đang chơi rất say sưa, nói ngày nào cũng đến cúng rất đều mẹ. Sống Lạc Việt cũng mua một túi 500 xu chơi thử xem sao. Vâng, kính thưa quý vị và các bạn, cũng chỉ sau hơn 10 phút 250k đã ra đi. Thế là toi mất một ngày đi làm phu hồ, quá nhọ luôn. Bây giờ, thời gian còn lại, mời quý vị và các bạn đến một bàn xem một game thủ đang bắn rất nhiệt. Đã có lúc số điểm của tay cơ này lên đến gần 40.000 điểm, nghĩa là tương đương với 8 túi xu hay 24kg
hay tương đương với số tiền là 2 củ. Cũng chỉ vì muốn gỡ nhà người ta về xây quy xê nhà mình bằng những đồng xiềng, nên chỉ trong vòng 15 phút cuối với số đạn 20 rồi nạp đạn 50 tương đương với 10k cho một lần ấn nút, game thủ này đã nhanh chóng ngả mũi chào ra về. Các bạn thân mến, cuộc chơi nào rồi cũng đến lúc tàn, để trở thành dân sành điệu, môn gì em cũng hay, môn gì em cũng biết, thì học phí bỏ ra không phải là ít. Chưa kể, có thể khi đã hay rồi, sẽ dứt ra không nổi. Và cái kết cuối cùng là rơi vào nợ nần, chồng đống. Qua tìm hiểu ở sân chơi này, thì được biết, ở đây toàn kẻ chiến bại, không có ai là người thắng cuộc. Người mất ít nhất cũng vài chục, kẻ nhiều cũng đã quang tèo mất vài trăm. Cuối cùng, xin lưu ý mọi người, hãy cân nhắc kỹ trước khi cho tay vào kéo hổ bao ra học thêm môn này các bạn nhé. Sống Lạc Việt xin được dừng video cuối cùng của năm 2022 tại đây. Cảm ơn cô bác anh chị và các bạn đã luôn đồng hành cùng Sống Lạc Việt. Rất mong nhận được sự ủng hộ từ quý vị và các bạn bằng cách ấn like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo để luôn nhận được những hình ảnh mới nhất, trung thực nhất. Chúc mọi người những ngày cuối năm thật bình an và hạnh phúc. Xin chào và hẹn gặp lại. Một ông, ba ông, năm thì cũng phải 4.000. Không luôn. Bán kẹt thì bao giờ hết rồi. Bán thích mỹ thì lại ăn. Bán láo thì ăn thôi chú ạ. Bán thật không ăn đâu. Bắn như bắn súng máy á, bắn cái quạt. Bắn tay bắn không bắn được thì chuyển đạn đây. Thôi đấy tao. Bỏ thẻ vào đi. Bỏ thẻ vào đi. Bỏ thẻ vào đi. Rất hay. Đó. Nổ. Nổ luôn. Lên 100 nghìn không được luôn. Tóc cơ. Không ăn nữa rồi, không ăn rồi. Đúng rồi. Nó đã ăn rồi thì không cứu là không ăn. Nó sẽ ăn liên tục luôn. Chẳng qua là chưa gặp phải cớm. Nó chạy thân kia hết rồi. Con bé. Con bé ra, chứ ăn to sau. Đấy, nổ con này đi. Nổ con hồng đi. Nổ con hồng đi. 2.000. 15.000. Đấy, ôi giỏi. Nó lại sang bên kia. Nó lại bé thêm. Nó còn bé thêm. Em chưa chuyển lên nè. Em chưa chuyển lên nè. Để em lên nè. Ngon, ngon rồi. Làm cuốn đi, làm cuốn thư đi. Cuốn thư đi. Quấn thư đi, quấn thư là lên. Không lên, không lên. Bao là lên, vỡ trận được. Ờ, quấn thư mà ăn 3 củ. Quả này vẫn ăn đi. Ngon thôi, nhỏ mà. Ôi, đại vàng. Đại vàng để giải thích yêu mày. Để qua được con nào. Không cho ăn. Không cho ăn như đâu ấy. Đấy. Đấy, đấy, đây rồi, bắn giữa đầu đấy. Ôi giời, nó lại còn kìa mất cả 13. 13 đã ăn rồi. 13 đã ăn rồi. Nhỏ mày ăn rồi. Không buồn đâu. Đây, đã xuống rồi. Bắn một con đã được 1.000 rồi. Yeah.
Đấy, mỗi cuốn nó không ăn rồi. Mấy cuốn mấy con bé bé này ăn nó nhiều to luôn. Đấy, mấy con bé bé nó còn nhiều to luôn. Đấy, cuốn nó ăn nhìn nhiều luôn. Cuối cùng vẫn hết, lại xuống rồi. 37 rồi, xuống còn 27 rồi. Đánh nhanh chỗ này thì là xuống. Rồi. Ấy, ăn rồi. 16. Đúng không? Đây là đạn 16 đã ăn. Đúng không? Đây là 5 đồng. Ôi, cái này đạn bé lắm. Rồi, nơi gần hết giờ rồi. Có ra xèng thì ra đi. Mai lại có tiền chơi. Không, để đây nó kỹ cả. Hả? Để đây nó kỹ cả. Nó khó lại á. Đây là dành cửa riêng án ra nào. Không, nó từ đấy là chứ. Đó, chí. Ê, bắn đi, vào con tư đi. Ăn đi, ăn đi. Ôi, khó lắm. Con hồng nổ, để ấn cung với con hồng, để ấn cung với ấn cung. Vào trong góc nổ đấy. Đâu, cái nổ, nó vừa nổ đâu ạ. Vào xuống hết rồi, 20 là xuống rồi. Khi nổ, 3 khắp được tiếp tục. Đây là đã thêm một tao thủ. Chỗ này, tất cả các tao thủ này là người nước ngoài. Đạn 15. Bên kia ăn rồi. Đấy, bốc rồi. Hiện nay là Johnny hiện nay là đang bốc lên rồi. Hiện nay là anh đã lấy thêm một tí nữa. 500 xèng. Liệu anh có gặt hái được gì trong cái vụ mới này không? Không. Không livestream cái nó hay ai livestream này. Facebook. Đây là gọi YouTube bẩn. YouTube dơ. YouTube dơ. Các nhà mua đạn 3 người. Rồi, chuyển xuống rồi, còn có 21.000 nữa thôi. Đạn 50 hiện nay là xuống còn 21.000 nữa. Có thể cửa 16 này sẽ lên đấy. Nổ đi, không nổ rồi. Nó không gian, không gian, không gian, không gian. Rồi, ôi khỏi rồi. Nó lại bên kia, đau quá. Ăn cũng. Chiều năng rất là khó ăn. Hết. Chiều năng khó cả. Ai được rồi. Kiểu gì lúc gần hết đạn sẽ ăn. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Đây. Liệu chuyên gia nước ngoài có ăn được hay không? Nếu không ăn được thì sẽ về đây. Nổ đấy, nổ đấy. Ăn. Không ăn rồi, không cho. Đến bây giờ là còn xuống rất nhanh, còn có 15.000, 14.000, 13.000. Này với tốc độ bắn đạn 50 này là anh đã xuống đạn rất nhanh. Cuộc chiến hình như là không được đẹp lắm, rất là buồn. Từ đó 37.000 hiện nay là xuống còn có 10.000 nữa. Ba mươi bảy nghìn hiện nay xuống đây rồi. Nàng tiên hồng liệu có chết hay không? Nổ đi. Đây, không ăn được rồi, nàng tiên hồng đã chạy qua. Đau quá. Cái này. Nào, bây giờ đến quấn tư cuối cùng. Anh hiện nay anh đã đảo đạn, anh đã đảo đạn. Liệu có nổ hay không? Không nổ rồi. Lại một bóng ma trôi qua, bay qua. Buồn. Còn có 3.200 nữa. Hết cơ hội rồi. Đấy.
hết cuối cùng của cuộc chiến là anh đã ra đi hai bàn tay trắng. Cuối cùng là hết. Còn 600. Cuối cùng là hết. Đã đắt đàn quả đấy tôi làm cái bài đâu ấy. Cuộc chiến đã kết thúc. Đến giờ chưa? Hết. Finish. Kết thúc. Cuộc chiến đã kết thúc. Không thể hứa được nữa. Hết rồi. Bỏ tiền vào.